Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Sau đây sẽ là bản tin COVID được phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Thông Tấn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay tiếp tục là một ngày nước ta không ghi nhận ca mắc COVID mới trong cộng đồng. Các hoạt động đang dần trở lại với trạng thái bình thường mới. Hiện các địa phương cũng đang xây dựng về kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 từ nguồn vaccine do COVAX viện trợ. Tình hình đang được đánh giá là lạc quan, tươi sáng. Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới, dịch COVID-19 lại có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại. Đây là những nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chủ tin COVID-19 ngay sau đây. Thế giới đã ghi nhận hơn 132 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,87 triệu ca tử vong. Đáng quan ngại, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng cao kỷ lục. Bất chấp việc các nỗ lực chủng ngừa đang được đẩy mạnh, dù hiện đang có tỷ lệ tiêm chủng ngừa gấp gần 5 lần trung bình thế giới, nhưng số ca nhiễm mới có xu hướng tăng mạnh tại một số khu vực ở Mỹ. Trong đó, một số nước Mỹ Latin như Brazil và Colombia cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng mạnh. Còn tại châu Á, Ấn Độ hôm qua, lần đầu tiên ghi nhận trên 100.000 ca nhiễm trong ngày. Các chuyên gia cho rằng làn sóng dịch bệnh thứ hai mạnh hơn và nguy hiểm hơn đang có xu hướng lan ra khắp Ấn Độ. Indonesia đã quyết định tiếp tục kéo dài lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ và mở rộng phạm vi áp dụng lên 20 trong tổng số 34 tỉnh và thành phố trên cả nước. Lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ được kéo dài thêm 2 tuần, từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 4. Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra các hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 sau khi xuất hiện thông tin về những bữa tối xa hoa được tổ chức bí mật tại thủ đô Paris và phớt lờ các biện pháp hạn chế. Văn phòng công tố Paris cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào các cáo buộc gây nguy hiểm và hoạt động không khai báo đối với người đã tổ chức cũng như những cá nhân tham gia các buổi tụ tập trái phép. Vâng, hiện thì sắp tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thị trường du lịch trong nước đang nóng lên với rất nhiều tour tuyến chương trình hấp dẫn. Một trong những điểm nhấn nổi bật là tại Quảng Ninh, chương trình Rực rỡ Hạ Long 2021 sẽ diễn ra đúng trong dịp nghỉ lễ, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn từ nhiều điểm du lịch trên khắp thành phố Hạ Long như diễu hành đường phố, chương trình nghệ thuật trên sân khấu tại bãi biển, trình diễn pháo hoa nghệ thuật, hoạt náo trên sân khấu, âm nhạc đường phố thả diều. Đặc biệt sẽ có trình diễn trực thăng thủy phi cơ, dù lượn trên không và diễu hành tàu du lịch trên biển. Theo đại diện các hãng hàng không, số lượng khách đặt mua vé dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tăng mạnh trong những ngày qua, đặc biệt là vé máy bay đến các điểm du lịch hấp dẫn. Có hãng còn gần như đã hết vé máy bay đối với những chuyến có giờ bay đẹp trong ngày, thuận tiện từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch. Vâng, và những thông tin vừa rồi đã cho thấy sức nóng của các điểm du lịch dịp nghỉ lễ sắp tới. Với kinh nghiệm trải qua 3 đợt dịch, các công ty lữ hành, các điểm du lịch đã sẵn sàng các phương án xử lý nếu có kịch bản xấu xảy ra. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách vẫn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng chúng tôi cũng xin nhắc lại là hình ảnh chen lấn, đông nghẹt tại các điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dịch bệnh hoàn toàn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì thế, ý thức của mỗi người vẫn là hành động quan trọng nhất. Và duy trì tinh thần phòng dịch nghiêm túc, không chủ quan lơ là, nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội vẫn siết chặt việc quản lý người ra vào, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Đặc biệt, để không bỏ lọt những trường hợp nhập cảnh trái phép, việc người dân tham gia giám sát, phát hiện sẽ tiếp tục giúp cho công tác phòng dịch đạt hiệu quả. Chung cư, siêu thị được xem là nơi tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 vì tập trung đông người. Chỉ cần một người thiếu ý thức phòng dịch như không khai báo y tế khi đi qua vùng có dịch, không đeo khẩu trang thì dịch có nguy cơ xuất hiện bất cứ thời điểm nào. Vì vậy, nơi đây được đoàn kiểm tra số 4 thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại thì ở đây kiểm soát rất là chặt chẽ, đi ra đi vào đều có đo nhiệt độ và phải ghi lại những cái lịch sử. Mỗi một người đều có ý thức một tí thì sẽ giúp cộng đồng, giúp đẩy lùi dịch nhanh hơn. Bất kể tòa nhà bên này hay những các loại khác thì cái tình hình đi lại của cư dân rất là phức tạp. Quan trọng nhất là công tác tuyên truyền đến người ta để người ta nắm được những cái phòng chống dịch tốt nhất.
Quận Hoàng Mai cho biết, 3 tháng đầu năm, 18 trường hợp nhập cảnh trái phép là người Trung Quốc được phát hiện. Trong đó, phường Trần Phú phát hiện 5 trường hợp, Giáp Bát 1 và phường Hoàng Liệt 12 trường hợp. Hầu hết những trường hợp này đều được người dân phát giác. Quận đã chỉ đạo công tác rà soát, kiểm tra, giám sát về người đi lại trên các phương tiện, công tác tuyên truyền trên địa bàn quận đến với người dân và đến với tất cả mọi người ở các cơ quan, đơn vị, hành chính, sự nghiệp cũng như là các doanh nghiệp cảnh giác cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong cái việc mà phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, những cái trường hợp mà người lạ đến với địa bàn thì chính nhân dân sẽ thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời có cái biện pháp xử lý. Như điển hình như là các cái trường hợp vừa rồi nhập cảnh trái phép mà phát hiện trên địa bàn quận Hoàng Mai thì cũng là nhân dân đã kịp thời phát hiện ra và báo cơ quan chức năng. Mặc dù 18 trên 18 trường hợp nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính nhưng vẫn không thể chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay. Khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế là yêu cầu bắt buộc khi ra vào các tòa nhà chung cư, đặc biệt là các bến xe nơi tập trung đông người. Việc chống người nhập cảnh trái phép trên địa bàn vẫn là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện nghiêm túc để đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đến thời điểm này, dù đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhưng lượng khách đi bằng tàu hỏa vẫn còn hạn chế. Đường sắt rất khó khăn để hồi phục, nhiều lao động phải nghỉ luân phiên. Trước thực tế này, ngành đường sắt buộc phải chuyển hướng, nâng cao thị phần chuyên chở hàng hóa bằng những chuyến tàu liên vận quốc tế. Câu chuyện từ sự cố tắc nghẽn hàng hóa xảy ra tại kênh đào Suez cho thấy vai trò thiết yếu của phương thức vận tải đường sắt. Và đây cũng là thế mạnh để ngành đường sắt nắm bắt cơ hội, lợi thế để phát triển logistics trong hoạt động phát triển kinh tế nói chung và thương mại nói riêng. Ga Yên Biên, một trong những ga tiếp nhận chở hàng hóa bằng đường sắt lớn nhất phía Bắc. Đoàn tàu chở hàng nhanh container 40 giờ đã được đưa vào vận hành với sức chứa 22 container 40 feet mỗi lượt từ Yên Viên đến ga Sóng Thần Bình Dương. Trung bình mỗi năm, ga này tiếp nhận 19.000 đơn hàng với khối lượng 6.000 tấn, đạt doanh thu 32 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhân rộng ra cái sản phẩm mới này. Đặc biệt tới đây thì công ty chúng tôi sẽ tổ chức chạy thử container 45 feet nữa. Thì sau khi mà chạy thử nếu mà thành công thì chắc chắn đây cũng là một sản phẩm mới để cho khách hàng và người dân lựa chọn. Mỗi tuần tại ga Đông Anh cũng chở tới 7 đôi tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc, châu Âu và Nga. Với việc đầu tư hạ tầng, bến bãi đạt tiêu chuẩn, đơn vị này đã nâng công suất tiếp nhận hàng gấp nhiều lần so với trước. Các dịch vụ từ ga tới ga hay từ nhà tới nhà cũng được đơn vị này vận dụng linh hoạt để níu chân khách hàng. Đường sắt thì vẫn đang còn một cái quỹ đất khá lớn để có thể thu hút đầu tư và mở rộng thành một trung tâm logistics để đáp ứng được cái này. Ngoài ra trong những cái thời kỳ tăng trưởng cục bộ, tăng trưởng nóng ấy, thì công ty vẫn đang kết hợp khai thác ở tại ga Yên Viên. Thì ga Yên Viên cũng là một cái nơi mà có cơ sở hạ tầng đủ tiêu chuẩn và cũng đã được đầu tư khá bài bản rồi để có thể khai thác được ngay cái nguồn hàng liên vận quốc tế. Đại diện ngành đường sắt cho biết, đường sắt Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước về việc tổ chức chuyên chở container và container lạnh từ Việt Nam đến Trung Quốc cũng như quá cảnh Trung Quốc đến các nước khác. Trong năm nay, đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục xúc tiến việc chở container lạnh qua cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu và Đồng Đăng bằng tường Trung Quốc và chuyên chở container lạnh từ Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đến các nước thứ ba. Vận tải thực hiện tốt đối với các đối tác, tức là từ Việt Nam qua Trung Quốc và thậm chí là hàng của mình là qua đến châu Âu. Thế thì nếu mà vận tải đường sắt từ đây qua châu Âu thì đầu tiên là về mặt thời gian mình tiết kiệm ít nhất là 15 ngày. Ít nhất 15 ngày so với vận tải đường biển. Đấy, bên cạnh đó thì nếu vận tải bằng đường sắt thì vận tải được cả hàng khối lớn rồi nhưng mà nó lại ít phụ thuộc vào những cái khó khăn như là thời tiết xấu chẳng hạn. Cùng với tình trạng khan hiếm container, giá cước tàu biển tăng cao, đặc biệt là từ sự cố tại kênh đào Suez cho thấy vai trò thiết yếu chở hàng bằng đường sắt liên vận quốc tế là lựa chọn tối ưu trong hoạt động phát triển kinh tế nói chung và thương mại nói riêng. Nhưng để khai thác được thế mạnh này, đường sắt Việt Nam phải tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm hài lòng các thượng đế trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cánh cửa hy vọng do vaccine phòng COVID-19 mở ra, thì những biện pháp phòng dịch vẫn cần được duy trì nghiêm túc để chung sống an toàn trong đại dịch. Chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trước COVID-19 bằng chính ý thức phòng dịch của mỗi người. Thông điệp này cũng sẽ khép lại bản tin COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi. Và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp bản tin thời sự với những tin tức đáng chú ý khác.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Cụ thể như sau, 14 giờ chiều ngày 6 tháng 7, các thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sáng 7 tháng 7, thí sinh thi môn đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Chiều 7 tháng 7, các thí sinh làm bài thi môn toán trong 90 phút. Sáng 8 tháng 7, thí sinh làm các bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Chiều 8 tháng 7, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Sáng ngày 9 tháng 7 là buổi thi dự phòng. Thưa quý vị, ở một huyện vùng cao của tỉnh Phú Thọ, có những lớp học gắn kết học trò về núi với thế giới mà ở đấy có nhiều học sinh dân tộc thiểu số có thể học và sử dụng tiếng Anh lưu loát và tự tin. Đó là nỗ lực của cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên trường trung học phổ thông Hương Cần đã đem đến cho các em học sinh vùng cao niềm đam mê tiếng Anh với lớp học xuyên biên giới. Cô giáo trẻ này là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được tuyên dương trong tháng thanh niên năm nay. Những học sinh dân tộc thiểu số có thể nói tiếng Anh lưu loát như thế này là nhờ nỗ lực của cô giáo người Mường Hà Ánh Phượng, trường trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, với mô hình lớp học xuyên biên giới, giúp học sinh có thể vừa học các môn toán, lý, hóa, lịch sử, vừa giao lưu trực tuyến với các bạn bè ở 40 quốc gia, ở khắp các châu lục trên thế giới để nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cảm thấy rất là hứng thú vì em có thể giao tiếp với những người nước ngoài, có thể quảng bá nền văn hóa của Việt Nam và học hỏi thêm những nền văn hóa khác của các nước bạn. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu của trường Đại học Hà Nội, cô Hà Ánh Phượng đã từ chối nhiều cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn để tiếp tục theo học thạc sĩ ngành sư phạm tiếng Anh và trở về quê nhà thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng từ năm 2016. Cô giáo Hà Ánh Phượng đã tìm tòi tham gia diễn đàn giáo viên sáng tạo của Microsoft và áp dụng lớp học xuyên biên giới kết nối với lớp học ở các nước không quá chênh lệch múi giờ để học sinh có thể trải nghiệm. Với phương pháp giảng dạy của cô Phượng đã có một sức lan tỏa rất lớn trong trường trung học phổ thông Cần. Nhà trường đã triển khai tới tất cả các bộ môn trong thời gian vừa rồi là dịch cúm COVID-19 và các em học sinh thì rất là hào hứng, phấn khởi với phương pháp dạy học này. Tôi nhận ra rằng là mình đang truyền một cái niềm cảm hứng rất là lớn, một cái nguồn năng lượng dồi dào tích cực để cho các em học sinh, để các em hiểu ra rằng ở bất cứ nơi nào, dù có thể là mảnh đất ấy màu mỡ hay là khô cằn, nếu như có sự cố gắng thì nhất định là sẽ có sự nở hoa. Không chỉ tận tâm với giờ dạy trên lớp, vào thời gian rảnh rỗi, cô Phượng còn về tận bản để phụ đạo thêm kỹ năng tiếng Anh cho các em dân tộc thiểu số có năng khiếu. Tôi thấy cô Phượng là cô giáo cũng tốt đấy, nhiệt tình và cũng chịu khó thăm hỏi giúp đỡ các cháu học sinh, rồi thì bà con trong xóm làng này vận động để cho các cháu đi học tiếng Anh sớm. Năm 2020, cô Phượng là giáo viên duy nhất của Việt Nam được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lựa chọn trong chương trình Thủ lĩnh Đông Nam Á và là giáo viên duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu do tổ chức Vakay Foundation trụ sở tại London, Anh bầu chọn. Trong tháng thanh niên năm nay, cô Hà Ánh Phượng cũng được tuyên dương là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Thế nhưng với những thành tích ấy, cô giáo Phượng vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ dừng phấn đấu. Bởi đối với cô, người dạy học phải là người không bao giờ ngừng học. Trưa 6 tháng 4 trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 50LD14673 do tài xế Tô Trung Kiên sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An điều khiển đã va chạm với xe máy đi ngược chiều biển kiểm soát 62FX0030 do ông Hồ Văn Ba sinh năm 1977 trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển, chở theo một người phụ nữ chưa rõ danh tính. Vụ tai nạn đã khiến 2 nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ.